Alo anh em, hôm nay trời nắng đẹp rồi, lấy cụ cúp 78 ra đi đi cà phê nha anh em, chuẩn bị cà phê. Giờ mới thức anh em ơi, nhờ trường nó quay phim giùm. Nè, quay giùm anh. Nó có mờ mờ, khó. Đây quán cà phê. Rồi, cảm ơn em Trường đã hỗ trợ nha. Tâm đường nghe, đường 78. Hả? Ừ. Trường chạy tâm 90. Máy nổ rồi nè. Thôi à. Đẹp không anh em? Cho anh em nghe máy chơi anh em. Lau dùm cái ghế. Chưa rất đầu. Kiếp không này. Chưa có mở luôn, chưa đụng vô cái gì, xúc bắp đồ cũng chưa mở luôn. Mấy ốc này là còn nguyên zin hết luôn, ốc nóc nồi. Thấy không?
mở con nào hết, ghê luôn, còn màu luôn nha anh em. Con này thì phải xuống chì, còn con này còn màu luôn. Phải sáng nha cả nhà. Rồi thôi mời anh em cà phê nhé, chúc anh em buổi sáng vui vẻ và có một ngày làm việc thật là tuyệt vời nha anh em. Anh chào anh em.